Hi everyone, welcome to module 7, Đi học, going to school. Now let's get started with dialogues. A. Đàm thoại, dialogue. Đàm thoại 1, dialogue number 1, at the student administration office, my next inquiry is to enroll in Vietnamese. Nhân viên: Chào cô muốn hỏi gì? Chào cô muốn hỏi gì? Hello, can I help you? Mai: Thưa ông, tôi muốn ghi tên học tiếng Việt. Thưa ông, tôi muốn ghi tên học tiếng Việt. I want to enroll in Vietnamese. Nhân viên: Xin vui lòng điền mẫu đơn này xong nộp lại cho tôi. Xin vui lòng điền mẫu đơn này xong nộp lại cho tôi. Please fill in this form and return it to me. Mai: Học phí là bao nhiêu? How much is the fee? Học phí là bao nhiêu? Nhân viên: $300. $300. $300. Mai: Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Thank you. Now I will translate words by words. Nhân viên, means staff. Chào, means hello. Cô, means you. Hello to you. Cô, means you. Muốn, means to want. Hỏi, means to ask. Gì, means what. You want to ask what? What do you want to ask? Or another way, can I help you? Thưa ông, thưa in a very polite way to say something to someone. Like dear you, yeah, but very, very polite. Dear sir, yeah, something like that. Tôi means I, muốn means to want, ghi tên means to enroll, học means to study, tiếng Việt means Vietnamese. I want to enroll to study Vietnamese. I want to enroll in studying Vietnamese. Xin means may. Vui lòng means pleased. Điền means fill or fulfill. Mẫu đơn means form. Này means this. May, please, fulfill, form this. Or please fill in this form. Xong means to finish. Nộp lại means to return, to hand. Cho means for. Tôi means I or me. Finish, return for me, hand for me. When you finish, please give it to me. Học phí. Học means school, studying, schooling. Fee means fee. Học phí means school fees. Là means to be. Bao nhiêu means how much or how many. The school fee is how much. Dollar means dollars. Cảm ơn means thank you. Ông means you. Thank you to you. Or thank you. Now let's move to the dialogue number 2. My niece, her teacher at the school. Chào cô. Chào cô. Good morning, teacher. Cô giáo. Teacher. Chào em. Chào em muốn hỏi gì?
Chào em. Chào em muốn hỏi gì? Hello, can I help you? Mai, cô vui lòng cho biết thời khóa biểu. Cô vui lòng cho biết thời khóa biểu. Could you please let me know the timetable? Cô giáo, môn tiếng Việt học mỗi tuần 5 giờ, 2 giờ ngày thứ hai và 3 giờ ngày thứ ba. Môn tiếng Việt học mỗi tuần 5 giờ, 2 giờ ngày thứ hai và 3 giờ ngày thứ ba. The Vietnamese subject is 5 hours per week, 2 hours on Monday and 3 hours on Wednesday. Mai, thứ hai học phòng nào? Thứ hai học phòng nào? On Monday, what room is it in? Cô giáo, thứ hai học phòng số 9. Thứ hai học phòng số 9. On Monday, it is in room number 9. So now I will translate words by words. Chào cô, Miss. Hello. Cô giáo, Miss Teacher. Chào em. Miss, hello to you also. Em muốn hỏi gì? Em means you. Muốn means to want. Hỏi means to ask. Gì means what. What do you want to ask? Can I help you? Mai. Cô means you. Vui lòng means please. Cho means to let. Biết means to know. Thời khóa biểu means the timetable. You please let know the timetable. Or could you please let me know the timetable? Môn means subject. Tiếng Việt means Vietnamese. Học means study. To study. Mỗi means each or every. Tuần means week. Giờ means hour. Ngày means day. Thứ hai is Monday. Và means end. Thứ ba means Tuesday. So the Vietnamese, the subject of Vietnamese studies every week 5 hours, 2 hours day of Monday, and 3 hour day of Tuesday. So it should be Tuesday instead of Wednesday. Thứ hai means Monday. Học means to study. Phòng means room. Nào means which or what. On Monday, study what room or which room. Số means number. Monday, study room number 9. Thời khóa biểu, timetable. Thứ hai, Monday. Thứ ba, Tuesday. Thứ tư, Wednesday. 2 giờ, 2 hours. 3 giờ, 3 hours. Phòng 9, room 9. Now, let's read dialogue 3. Đàm thoại 3. Mai asked Jane to help in filling in the application form. Mai, Jane giúp tôi được không? Jane giúp tôi được không? Can you help me? Jane, dạ, được. Dạ, được. Yes,
I can. Họ tên là gì? Họ tên là gì? What is your full name? Mai. Họ tên tôi là Nguyễn Thị Mai. Họ tên tôi là Nguyễn Thị Mai. My full name is Nguyễn Thị Mai. Jane. Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ ở đâu? What is your address? Mai. Số 26 đường Victoria Foot Square. Số 26 đường Victoria Foot Square. Number 26 Victoria Street Foot Square. Jane. Điện thoại số mấy? Điện thoại số mấy? What is your telephone number? Mai. Số điện thoại tôi là 6899502. Số điện thoại tôi là 6899502. My telephone number is 6899502. Jane, ngày sinh là ngày sinh là mấy? But indeed, in real life, we don't say ngày sinh là mấy. So instead, we can say ngày sinh là ngày nào? Ngày sinh là ngày nào? What is your date of birth? Mai. Ngày sinh là 20 tháng 2 năm 1958. Ngày sinh là 20 tháng 2 năm 1958. My date of birth is 20 February 1958. Cảm ơn Jane nhiều lắm. Cảm ơn Jane nhiều lắm. Thank you very much, Jane. Jane, không có chi. Không có chi. It's my pleasure. Now I will translate word by word. Jane means you. Giúp means to help. Tôi means me. Được means can. Không means no. You help me can no? Or can you help me? Dạ means yes. Very polite. Được means can. Yes, can. Or yes, I can. Họ tên means full name. Là means to be. Gì means what. Full name is what. What is your full name? Họ tên means full name. Tôi means I. Là means to be. My full name is Nguyễn Thị Mai. Địa chỉ means address. Ở means at, in, on. Đâu means where. Address at where. Or what is your address? Số means number. Đường means street. Number 26 Street Victoria Foot Square. Điện thoại means telephone. Số means number. Mấy means what. What. Telephone number what. Số means number. Điện thoại means telephone. Tôi. Điện thoại tôi means my telephone number. Ngày means date or day. Sinh means birth. Now means which. Date of birth is what day. Which day. Ngày means date or day. Sinh means birth. Tháng means month. Năm
means year. The date of birth is the 20th month, 2 of February, year 1958. Cảm ơn, thank you. Nhiều lắm is very much. Không có chi is it's nothing. Or it's my pleasure, it doesn't matter. Đơn means form. Xin means to ask or make. Nhập to enter. Học means to study. The form to ask to enter to study. This means application form to enroll in Vietnamese course. One that then full name, family name and first name. 2, địa chỉ, address. 3, số điện thoại, telephone number. 4, ngày sinh, date of birth. Now let's move to B, từ ngữ, vocabulary. Now I will read and you will repeat after me. Let's go. Mẫu đơn, application form. Học phí, school fee. Thời khóa biểu, timetable. Tuần, tuần, week. Muốn, muốn, want. Hỏi, hỏi, to ask. Ghi tên, to register. Học, học, to study. Nộp, nộp, to hand, to return. Giờ, giờ, hour. Phòng, phòng, room. Địa chỉ, address. Số điện thoại, telephone number. Ngày sinh, date of birth. Nhiều, nhiều, many, much. Lắm, lắm, very. Không có chi, it's my pleasure, it doesn't matter. Now, see, ngữ pháp, linguistic elements. Small one. Thưa, the applied particle, it stands before a relevant pronoun to address someone in a very formal situation. Examples. Thưa ông, to address a man, a high-stated man. Thưa bà, to address a woman, a high-stated woman. Thưa cô, to address a single lady, a high-stated girl. 2. Bao nhiêu, how much, how many, the question word of quantity. Quantity. It can stand at the beginning or the end of a sentence to form a question. In answering this question, bao nhiêu is replaced by a number. Examples. A. Ông trả học phí bao nhiêu? How much do you pay the school fee? Tôi trả học phí 200 đồng. I pay the school fee 200 đồng. In these questions, bao nhiêu is put at the end of the sentence. And to answer, bao nhiêu is replaced by number 200 đồng. Chiếc xe ông bao nhiêu? How much is your car? Chiếc xe tôi 3.000 đồng. My car is
3,000 đồng. B. Trong lớp học có bao nhiêu sinh viên? In the classroom, how many students are there? Trong lớp học có 20 sinh viên. In the classroom, there are 20 students. Look, in these questions, bao nhiêu stand not at the beginning and it doesn't stand at the end of the sentence too. And to answer, bao nhiêu is replaced by a number 20. So it means that the position of bao nhiêu is not really important in a question. Bao nhiêu tiền tất cả? How much money in total? 60 đồng tất cả. 60 đồng in total. Three days a week. Chủ nhật, Sunday. Thứ hai, Monday. Thứ ba, Tuesday. Thứ tư, Wednesday. Thứ năm, Thursday. Thứ sáu, Friday. Thứ bảy, Saturday. Examples. Hôm nay là thứ hai. Today is Monday. Thứ năm, chúng tôi đi học. On Thursday, we go to school. Four. Now, which what the question word? It stands after a general noun to form a question. In answering this question, noun is replaced by a specific noun or a number. Examples, questions. Ông ở phòng nào? What room do you live? Which room do you live? Answers. Tôi ở phòng số 2. I live in the room number 2. Bà đi học ngày nào? What day do you go to school? Tôi đi học ngày thứ hai. I go to school on Monday. Helen học môn nào? What subject does Helen study? Helen học môn toán. Helen studies mathematics. In these questions, noun stands just after the general noun, phòng, ngày, môn, room, day, and subject to form the questions. And to answer, noun is replaced by a specific noun or a number. Số 2. Number 2. Thứ hai, Monday. Toán, mathematics. Now, let's move to practice. Thực hành. 1. Thực hành nói. Oral practice. Exercise 1. Ask someone whether they need your assistance. A. Ask a young lady if she needs your assistance. Do you remember this sentence we learned in the dialogue? How to say?
Can I help you? Now I will show you the answer. Cô muốn hỏi gì? What do you want to ask? Can I help you? B. Ask a man if he needs your assistance. Now you just need to replace go here by a pronoun to indicate a man. The answer is, ông muốn hỏi gì? We also can say, anh muốn hỏi gì? When the man is a young man, an old, when this is an old man, or in other way, a married man. Exercise 2. Inquire about enrollment at the course and timetable. A. Enroll to study Vietnamese. How to ask in Vietnamese. I want to enroll to study Vietnamese. Now I will show you the answer. Tôi muốn ghi tên học tiếng Việt. Tôi muốn ghi tên học tiếng Việt. B. Want to know the timetable. No. Biết in Vietnamese. And want, muốn. The answer is, tôi muốn biết thời khóa biểu. Tôi muốn biết thời khóa biểu. I want to know the timetable. 3. Ask the officer about the school fees. How much is the school fee? The answer is, học phí là bao nhiêu? Học phí là bao nhiêu? The school fee is how much? 4. Answer your friend's question about the school fees. A. Học phí là bao nhiêu? How much is the school fee? Do you remember how to answer to a bao nhiêu questions? We just need to replace bao nhiêu by number. So the answer is, học phí là 300 đồng. Oh, there are mistakes here. It's not đồng, đồng in Việt Nam đồng. Học phí là 300 đô la. Học phí là 300 đô la. Now, exercise 5. Answer your friends' questions about your likes and dislikes. A. Bạn thích học môn nào? Bạn thích học môn nào? Thích means to like. What subject do you like? Do you remember how to answer to a noun questions? We just need to replace noun by a specific noun or a number. So the answer will be, tôi thích học môn sử. Tôi thích học môn sử. I like to study history. B. Bạn thích học môn hóa không? Bạn thích học môn hóa không? Môn hóa. Chemistry.
So how to say, no, I don't like to study chemistry in Vietnamese? Have you got it? Không, tôi không thích học môn hóa. Không, tôi không thích học môn hóa. No, I don't like to study chemistry. Six, look at the timetable and answer your conversation partner's questions. A, bạn học tiếng Việt ngày nào? Bạn học tiếng Việt ngày nào? Which day, what day do you study Vietnamese? Please look at the timetable here. We can see that I study Vietnamese on Monday and on Wednesday. So the answer is tôi đi học tiếng Việt ngày thứ hai và thứ tư. Tôi đi học tiếng Việt ngày thứ hai và thứ tư. I go to study Vietnamese the day of Monday and Wednesday. We also can delete. D, in this situation. So we also can say, tôi học tiếng Việt ngày thứ hai và thứ tư. I study Vietnamese the day of Monday and of Wednesday. We also can delete the word ngày because ngày thứ hai means Monday. The same with thứ hai means Monday. So the sentence is tôi học tiếng Việt thứ hai và thứ tư. I study Vietnamese on Monday and Wednesday. B. Môn tiếng Việt học mỗi tuần mấy giờ? Môn tiếng Việt học mỗi tuần mấy giờ? How many hours do you study Vietnamese every week or per week? I will give you one more information here. 2 hours on Monday. So, to answer this question, you just need to replace mấy by a number. So the answer is môn tiếng Việt học mỗi tuần 5 giờ. Môn tiếng Việt học mỗi tuần 5 giờ. Vietnamese studies, or I study Vietnamese 5 hours per week. Exercise 7. Tell your conversation partner about your personal details. A. Tên họ anh là gì? Tên họ anh là gì? Because I'm a young lady, so I prefer to be called chị. Tên họ chị là gì? You also can call me cô. Tên họ cô là gì? But chị is much younger than cô also, no matter we get married or not. Vietnamese women like to be look younger than their age. What's your full name? Họ tên tôi là Vũ Thị Diệu Linh. Họ tên tôi là Vũ Thị Diệu Linh. My full name is Vũ Thị Diệu Linh. Here I also can repeat the questions. Tên họ tôi, but I prefer họ tên because this is more popular. I use it often.
B. Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ ở đâu? What's your address? Tôi ở Mũi Né. Tôi ở Mũi Né. I live in Mũi Né. Here I also can give my precise number, house number, and the street number. For example, tôi ở năm ba đường Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né. Mũi Né is the name of the town. I live at 53 Nguyễn Đình Chiểu Street, Mũi Né. C. Ngày sinh là mấy? Now put here, as I say before, as I mentioned before in the dialogue, I prefer to be asked, ngày sinh là ngày nào? Bạn sinh ngày nào? It means you were born what day? What day? What day? Which day? Which day? The date of birth, which what day? I prefer to be asked by these two questions. Ngày sinh là ngày nào? The date of birth is which or what day? Bạn sinh ngày nào? You were born which, what day, date? So the answer is ngày sinh là 23 tháng 6 năm 1993. I also can say tôi sinh ngày 23 tháng 6 năm 1993. It means I was born the 23 June 1993. D. Điện thoại số mấy? Điện thoại số mấy? What's your telephone number? Điện thoại tôi số số điện thoại tôi là 0355775102. Số điện thoại tôi là 0355775102. My telephone number is 0355775102. Exercise 8. Give telephone numbers to your conversation partner. A. Điện thoại cô Mai số mấy? Điện thoại cô Mai số mấy? What's the telephone number of Miss Mai? The answer is điện thoại cô Mai số 123456. Điện thoại cô Mai số 123456. The telephone number of Miss Mai is 123456. B. Điện thoại ông Thompson số mấy? Điện thoại ông Thompson số mấy? What's the telephone number of Mr. Thompson? The answer is điện thoại ông Thompson số 987654. Điện thoại ông Thompson số 987654. The telephone number of Mr. Thompson is 987654. 9. Give a talk about your schooling. Now I'm read the text. Tôi đi học. Tôi đã ghi tên học môn tiếng Việt.
Hàng ngày tôi đi học lúc 8 giờ sáng. Môn tiếng Việt học 5 giờ một tuần. Tiếng Việt không khó lắm. Tôi học môn tiếng Việt 2 ngày, thứ hai và thứ tư. Tôi thích nói tiếng Việt với bạn tôi. Now I will translate. I go to school. I did enroll to study Vietnamese. Every day, I go to school at 8 a.m. Vietnamese is 5 hours per week. Vietnamese is not really difficult. Vietnamese is not very difficult. I study Vietnamese 2 days, Monday and Wednesday. I like to study Vietnamese with my friends. A. Bạn đã ghi tên học môn gì? Bạn đã ghi tên học môn gì? What did you... No, what subject did you enroll to study? I left you the time to read again in the text to find the answer. Have you found it? Now I will show you the answer. Tôi đã ghi tên học môn tiếng Việt. Tôi đã ghi tên học môn tiếng Việt. I did enroll to study Vietnamese. Question B. Hàng ngày bạn đi học lúc mấy giờ? Hàng ngày bạn đi học lúc mấy giờ? Every day, what time do you go to school? The answer is, hàng ngày tôi đi học lúc 8 giờ sáng. Hàng ngày tôi đi học lúc 8 giờ sáng. Every day, I go to school at 8 a.m. Question C. Môn tiếng Việt học mấy giờ một tuần? Môn tiếng Việt học mấy giờ một tuần? How many hours in Vietnamese? Or how many hours do you study Vietnamese per week? The answer is, môn tiếng Việt học 5 giờ một tuần. Môn tiếng Việt học 5 giờ một tuần. Vietnamese is 5 hours per week. Or I study Vietnamese 5 hours per week. D. Môn tiếng Việt học ngày thứ mấy? Môn tiếng Việt học ngày thứ mấy? What day? What day? Vietnamese. What day do you study Vietnamese? The answer is, tôi học môn tiếng Việt 2 ngày, thứ hai và thứ tư. Môn tiếng Việt học ngày thứ hai và ngày thứ tư. Vietnamese is on Monday and on Wednesday. Now, let's move to written practice. 2. Thực hành viết. Exercise 1. Use the question word now to write the questions. The answer are the given statements. A. Ông Nam ở Việt Nam. Ông Nam ở Việt Nam. Mr. Nam lives in Vietnam. So the question is, ông Nam ở nước nào?
Ông Nam ở nước nào? Which country? What country does Mr. Nam live? B. Ông Williams học ở phòng số 9. Ông Williams học ở phòng số 9. Mr. Williams studies in the room number 9. So the question is, ông Williams học ở phòng số mấy? Sorry, because here we have to use the word now. So I will say, ông Williams học ở phòng nào? Ông Williams học ở phòng nào? Which room? What room does Mr. Williams study? C. Cô Mai đi học ngày thứ hai. Cô Mai đi học ngày thứ hai. Miss Mai goes to school on Monday. So the question is, cô Mai đi học ngày nào? Cô Mai đi học ngày nào? What date does Miss Mai go to school? D. Bà Hai sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945. Bà Hai sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945. Mrs. Hai was born on the 2nd February 1945. So the question is, bà Hai sinh ngày nào? Bà Hai sinh ngày nào? Which day, which date, what day, what date was Mrs. Hai born? Two, use the question's word bao nhiêu to write the questions. The answer at the given statements. A. Học phí 500 đồng. Học phí 500 đồng. The school fee is 500 đồng. So now to form the questions, bao nhiêu? We replaced the number by the word bao nhiêu. Học phí bao nhiêu? Học phí bao nhiêu? We also can add to be here. Học phí là bao nhiêu? Học phí là bao nhiêu? How much is the school fee? B. Môn tiếng Việt 5 giờ. Môn tiếng Việt 5 giờ. The question is, môn tiếng Việt học bao nhiêu giờ? Môn tiếng Việt học bao nhiêu giờ? Or you also can delete học. Môn tiếng Việt bao nhiêu giờ? Môn tiếng Việt bao nhiêu giờ? How many hours in Vietnamese? Or how many hours do you study Vietnamese? C. Cô Mai học tiếng Việt 2 ngày. Cô Mai học tiếng Việt 2 ngày. Now you just need to replace 2 ngày, 2 days, by the word bao nhiêu. How many days does Miss Mai study Vietnamese? So the answer is, cô Mai học tiếng Việt bao nhiêu ngày? Cô Mai học tiếng Việt bao nhiêu ngày? How many days does Miss Mai study Vietnamese? D.
Chiếc xe ông ấy 3.000 đồng. Chiếc xe ông ấy 3.000 đồng. Nghìn, means thousand in Vietnamese. So the question is, chiếc xe ông ấy bao nhiêu tiền? Chiếc xe ông ấy bao nhiêu tiền? Tiền means money. How much money in his car? How much that his car cost? Now let's move to exercise 3. Refer to the pictures and translate the following sentences into Vietnamese. A. I go to school on Mondays. So the translations A. Tôi đi học ngày thứ hai. Tôi đi đến trường học ngày thứ hai. Trường học means school. So, tôi đi đến trường học means I go to school. Đến means to. Here you can keep ngày or without ngày, it's fine. Tôi đi đến trường học ngày thứ hai. Tôi đi đến trường học thứ hai. It's okay. And here, tôi đi học ngày thứ hai. I go study. Or I go to school. Tôi đi học thứ hai. B. My friend goes shopping on Fridays. Bạn. Tôi đi chợ ngày thứ sáu. Bạn tôi đi chợ ngày thứ sáu. Bạn tôi đi chợ thứ sáu. My friends go to the market Monday on Friday. To translate word by word, go to the market. If we don't have to use the words in the picture, we also can say bạn tôi đi mua sắm ngày thứ sáu, because đi mua sắm means to go shopping. Bạn tôi đi mua sắm ngày thứ sáu. See, tomorrow I and Mai will read this book. Read means đọc. Book means sách. And this means này. Tomorrow means ngày mai. Will means sẽ. So the translation is ngày mai tôi và Mai sẽ đọc quyển sách này. Quyển is the classified words or major word of sách, book. Ngày mai
Tôi và Mai sẽ đọc quyển sách này. Tomorrow, I and Mai will read this book. Yeah, in Vietnamese, we don't really pay attention that we put we first, like I and my, not my and I. D. My house is number 26. Nhà tôi số 26. Nhà tôi số 26. As we study in the previous lessons, in Vietnamese, when we translate, we can delete E. So we don't need to say nhà tôi là số 26. We just need to say nhà tôi số 26. Or you also can say số nhà tôi là 26. Số nhà tôi là 26. The number of my house is 26. Now, exercise 4. Read the passage 1.9 and answer the following questions. A. Sorry, first I will show you the dialogue, the passage 1.9. A. Bạn học môn gì? Bạn học môn gì? What subject do you study? I left you the time to read again the text. Have you found the answer? The answer is tôi học môn tiếng Việt. Tôi học môn tiếng Việt. I study Vietnamese. Here, you also can delete môn because môn is subject, or môn here also can be considered as a major word of Vietnamese. So you also can say tôi học tiếng Việt. I study Vietnamese. B. Bạn đi học lúc mấy giờ? Bạn đi học lúc mấy giờ? What time do you go to school? The answer is tôi đi học lúc 8 giờ sáng. Tôi đi học lúc 8 giờ sáng. I go to school at 8 a.m. C. Môn tiếng Việt mấy giờ một tuần? Môn tiếng Việt mấy giờ một tuần? The answer is môn tiếng Việt học 5 giờ một tuần. You also can answer môn tiếng Việt 5 giờ một tuần. Môn tiếng Việt 5 giờ một tuần. The Vietnamese is 5 hours per week. D. Tiếng Việt khó không? Tiếng Việt khó không? Is Vietnamese difficult? The answer is tiếng Việt không khó lắm. Tiếng Việt không khó lắm. Vietnamese is not very difficult. Very good. Finally, we finished today's lesson. I hope that it's useful for you. And now it's time to say goodbye and see you the next time, module 8. Bye-bye.